Năm học mới 2021-2022 đang đến với sự hân hoan, chào đón của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Cùng với xây dựng kế hoạch năm học theo sát với tình hình thực tế, công tác phòng dịch COVID-19 được các nhà trường quan tâm, góp phần đảm bảo một năm học mới an toàn và chất lượng. Những ngày qua, đông đảo các bậc phụ huynh ở nhiều địa phương đã tranh thủ những ngày nghỉ lễ đến trường, cùng với các thầy cô giáo dọn dẹp vệ sinh, trang trí trường lớp, phối hợp mua sắm, lắp đặt thêm trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy và trò trong năm học mới. Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai giảng diễn ra gọn nhẹ, trang trọng và chào đón con em tới trường. Sau một thời gian các cháu nghỉ rất là lâu, phụ huynh là bớt chút thời gian là đến lau dọn lớp, một phần nào là giảm bớt được bụi bẩn ở trong không khí để phòng chống dịch. Để gọi là tạo một cái môi trường sạch sẽ để cho các con vào năm học mới các con được đón nhận mọi thứ đều tốt đẹp. Năm học mới này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngành giáo dục đề ra mục tiêu kép đó là vừa dạy, học, vừa phòng chống dịch. Chính vì thế, bên cạnh sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, các trường học cũng đã xây dựng các phương án, kịch bản đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhà trường cũng đã trang bị là đầy đủ cái máy đo thân nhiệt cho các em học sinh, rồi là nước sát khuẩn tay, rồi là phun khử trùng các cái phòng trường, lớp học trước khi các em học sinh tựu trường. Và cũng là theo dõi, lên kế hoạch theo dõi sức khỏe các em khi các em học sinh tựu trường. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau lễ khai giảng năm học mới được tổ chức nội bộ, học sinh các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông bắt đầu tựu trường, học chính khóa từ ngày 6 tháng 9. Học sinh tiểu học chỉ học một buổi trong ngày. Riêng đối với các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh, lùi thời gian tựu trường đến ngày 13 tháng 9. Phương án dạy học cho học sinh đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả cũng đã được các nhà trường triển khai tới toàn thể giáo viên. Chúng tôi cũng chia làm hai phương án. Một là dạy trực tiếp nếu mà tình hình dịch nó ổn định. Thì cái này thì không có gì để đáng nói cả. Nhưng mà nếu tình hình mà dịch nó bùng phát thì chúng tôi sẽ xây dựng phương án đó là dạy trực tuyến. Chúng tôi chia lớp theo nhóm lớp, đó là ví dụ những em học tốt hơn thì chúng tôi sẽ chia vào một nhóm. Thì cái những em học tốt này thì có thể là mình dạy trong thời gian khoảng 20 đến 25 phút một tiết thôi ạ. Còn cái nhóm mà cho học sinh trung bình thì có thể là mình sẽ dạy thời gian nó dài hơn là 40, có thể 45 phút để hướng dẫn các con học tốt hơn. Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, song bước vào năm học mới, các em học sinh luôn được gia đình, thầy cô, nhà trường quan tâm, chuẩn bị điều kiện, môi trường học tập, đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất.